Lời tiên tri chính xác 100%, tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nhận lộc trời ban, tiền vàng ngập két, giàu có nhất thiên hạ, sau 52 tuổi nếu nắm bắt được cơ mệnh này. Vâng, quý anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 thân mến. Trong cuộc sống này, bất cứ ai cũng sẽ có những lúc thăng trầm, nó như một cơn sóng thủy triều lúc cao, lúc thấp, ai cũng từng chán nản, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Vì đau đầu, vì quá nhiều vấn đề, bất luận với một cá thể nào, chỉ cần nằm trong guồng quay kiếp nhân sinh thì đều đang tiến về phía trước theo con đường xoắn ốc. Nhưng sự khác biệt duy nhất nằm ở chỗ, hoặc bạn kiểm soát cuộc sống, hoặc cuộc sống kiểm soát lại bạn, mà người khôn ngoan ắt hiểu rằng, vận thế luôn không ngừng thay đổi, lúc thịnh, lúc suy, lúc vượng, lúc phát. Nhưng nếu biết nắm bắt cơ hội vào những lúc vận khí tăng cao, chắc chắn sẽ mang về chiến lợi phẩm bất ngờ. Thầy Tử Vi tiết lộ rằng, sau 52 tuổi tới đây, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, là con giáp khổ tận cam lai, trước đây khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, thì tới sau 52 tuổi trở đi, sung túc và giàu có bấy nhiêu, nếu nắm bắt được thời cơ, thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có, vừa nhàn hạ trăm bề, phúc đức đầy tay, mọi khổ cực đều tan biến, thay vào đó là sự an yên, nhiều tiền và viên mãn. Vậy, để biết được vận trình cụ thể về tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 sẽ diễn biến ra sao, vận may từng tháng là gì, bản mệnh cần phải làm gì để nắm bắt được cơ may trời ban và tránh xa xui xẻo đeo bám, thì ngay bây giờ cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu nhé. Người tuổi Nhâm Tý được ông Tử Vi độ mạng như sau: Nhâm Tý số mạng như vậy, phương xương cũng lắm, tha phương cũng nhiều, số này cách trở quê hương, đi xa xứ khác danh phương nên nhà, số phải khắc khẩu mẹ cha, ở gần cắng đắng đi xa thì buồn, số này cách trở lương duyên, thay nhà đổi bạn chuyên chuyên lắm bể, chẳng nhờ cốt nhục họ hàng, tự mình lập nghiệp cửa nhà mới nên, tiền vận chẳng đặng thành thơi, trở về vận cuối an nhàn tấm thân. Nhâm Tý nhờ có quý nhân, tu nhân tích đức phước trời ban cho, chắc hẳn là nhiều anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 đang cật lực làm việc, có người đã tích lũy được một chút của cải mua nhà, sắm xe, của cải đề huề. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy, nhiều anh chị than phiền với Minh Đường Tử Vi rằng, làm thì vất vả như trâu, như ngựa, mà tiền đâu chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất, không biết bao giờ mới hết khổ. Có anh chị lại bảo rằng, mấy chục năm khổ sở lo cho con cái, nhưng khổ vẫn hoàn khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một chai nước, thế nhưng nghèo khổ quá đủ rồi. Thầy Tử Vi hé lộ, tuổi Nhâm Tý biết bao cơ hội đổi đời giàu sang, được tiết lộ ngày hôm nay sẽ đổi vận phát tài. Giàu nhanh chóng mặt, anh chị có biết không, ngoài kia không phải ai cũng có đủ tiền trang trải cuộc sống. Có những anh chị tuổi Nhâm Tý bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn cố gắng tần tảo làm việc, được đồng nào hay đồng ấy để trang trải cuộc sống. Mỗi mảnh đời là mỗi câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Quý anh chị tuổi Nhâm Tý, anh chị đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Anh chị có biết không, có rất nhiều thứ chi phối vận mệnh tuổi Nhâm Tý, nhưng thứ ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời họ lại tiềm tàng trong hai từ tùy duyên. Nhâm Tý trân trọng những cái đang có vun vén và chăm sóc vẹn toàn, nhưng nếu mất mát điều gì, họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ, đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ. Thế nhưng tính cách họ khá mạnh mẽ, thiếu suy tính sâu xa, thiếu lý trí dẫn dắt này của Nhâm Tý sẽ khiến đường dễ thì họ không đi, đường khó thì họ lại đâm đầu vào, đường thẳng thì họ lại không chọn, đường vòng quanh co thì họ lại dõi theo. Thành thử thành quả lắm lúc dở dang, khả năng tiềm ẩn thật nhiều, nhưng thành tựu thực tiễn thì lại ít, nhưng được một chữ thỏa, thỏa mãn cho sự vạn sự. Mà Nhâm Tý đã lựa chọn trong suốt những năm tháng thanh xuân của chính mình, được một chữ đã, như một sự đã đời của ngày hè nóng bỏng, được uống một ly nước mía giải khát. Cái đã của Nhâm Tý chính là việc dù trong thời điểm nào, họ cũng lựa chọn theo đúng đường mà họ mong mỏi, nó có thể sai ở tương lai, có thể hối hận khi nhìn lại, có thể không rút ra được bài học gì từ quá khứ đã trải qua, nhưng ít nhất nó đúng ở hiện tại, vẹn tròn cái suy nghĩ và mong mỏi, hoàn mỹ cho những gì Nhâm Tý đang cháy trong từng phút sống và tồn tại. Vậy nên gọi một Nhâm Tý thất bại, đó là cách bạn nghĩ, thành tựu nhân sinh của họ có thể ít ỏi, nhưng trải nghiệm tinh thần của họ thì lại phong phú lắm. Còn trong cái suy ngẫm của chính bản thân họ, hối hận có thể chỉ ẩn chứa một phần nhỏ, còn lại vạn sự vốn tùy tâm, vạn điều vốn tùy tính, mọi chuyện trong đời lo toan tính toán nhiều mà làm gì. Căn bản, kiên quyết phải thỏa cho cái sự tự do, phải sảng khoái cho cái sự ngang tàng của Nhâm Tý. Tuy nhiên, với sự vận hành ảnh hưởng của đất trời, chính xung với năm Nhâm Tý có một năm vất vả hơn nhiều so với những gì họ toan tính,
cái họ muốn làm thì lại không thành, cái họ có được thì nằm trong tính toán giang dở, dở dang thành tựu vẫn có nhưng nó là cái nửa vời. Có chăng thành công lớn nhất của Nhâm Tý là cuối cùng bản mệnh lang thang cũng đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì, mình sẽ làm gì và mình dám làm gì để thành tựu thăng hoa. Nó cũng là năm của Nhâm Tý tả tơi, đi càng nhiều thì vết chân càng lắm thì lỗi lầm càng khó tránh khỏi. Cũng là lúc tiểu nhân lợi dụng để lũ thù ghét chỉ đợi vậy để hớn hở lao vào. Cuộc đời của Nhâm Tý với sự thẳng tính mà họ có, dù có trực giác tốt về những thăng trầm của nhân tâm, họ cũng sẽ luôn dính vào những câu chuyện thị phi và mỏi mệt. Sau 52 tuổi sẽ đến với Nhâm Tý cùng muôn vàn hứa hẹn, triệu triệu khả năng đây là con đường bắt đầu lại, sau suốt những năm qua nỗ lực vẫn có. Nhưng thời thế khó xuôi, nên tựu thành ít ỏi, tiền tài thì được ít, mà hư hao trái phải thì lại nhiều, nó như kiểu bị gặm nhấm cắn đông một tí, cắn tây một tẹo, cuối cùng để lại một Nhâm Tý với hai bàn tay không hẳn là trắng, nhưng cũng chẳng có được nhiều phần. Từ đầu năm đến giờ, nhiều Nhâm Tý dính đến những thị phi, những điều tiếng, những điều độ củ hành của những người bên cạnh hoặc những người xa lạ chỉ rình rập chờ thời. Cho một vụ ảnh hưởng dài lâu, có 30% là do bản thân hành vi chưa chuẩn mực, 70% còn lại là do bản mệnh Nhâm Tý thu hút những kẻ thù tiềm tàng, ẩn náu, nhưng được cái họa do người hại không đáng sợ, họa do trời đày mới đáng lo, nên tập tĩnh từ từ thì Nhâm Tý cũng đi được đến hết năm. Nhìn ngược, nhìn xuôi, nhìn trái, nhìn phải, cảm thấy nửa năm qua chật vật như nửa kiếp người và thậm chí ở thời điểm Nhâm Tý đang nghe lời nói này. Dù đã đi qua một nửa chặng đường của năm nay, họ cũng đang mông lung chán nản một chút gì đấy cho những vận xoay mỏi mệt trên đường đời. Trước đây cái bản mệnh lang thang này ít khi được đáp ứng đủ một tuổi thơ đầy hoan hái, họ sinh ra, hoặc giả thiếu tình thương và sự quan tâm từ cha mẹ và giả hoàn cảnh đưa đẩy khiến họ gắn kết với ông bà nhiều phần hơn. Chính sự không trọn vẹn từ thuở thiếu thời này khiến cho cái chất bướng bỉnh của Nhâm Tý được nhen nhóm, cũng khiến cho khao khát được vẹn toàn trong tình yêu của họ khi lớn lên được hình thành, dẫn tới hàng loạt hiệu ứng dây chuyền cho những sự lựa chọn đầy ngang trái. Vì bướng bỉnh mà đâm đầu vào những ngõ cụt không lối ra, vì yêu mà cháy, vì yêu mà lựa chọn, vì yêu mà buông bỏ cơ hội hết mình và hy sinh. Để bao năm tháng thanh xuân hết mình ấy, Nhâm Tý được gì và mất gì, hay đơn giản chỉ là cho đi thật nhiều, nhận lại cả một bầu trời của những hoài niệm bâng khuâng. Nhâm Tý của ngày nay, người ta luôn nói không ai đuối nước vài lần trên cùng một dòng sông. Cái thú vị của Nhâm Tý là họ thấm rất sâu việc ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, sau đó lại ham ham hở hở lao đầu vào những sự lựa chọn của bản thân. Cái bản tính trời sinh sồn sồn, nóng vội bất chấp tất cả và luôn muốn ngay và mau của Nhâm Tý, lẽ dĩ nhiên là thứ khó sửa. Nhưng giờ bản thân Nhâm Tý thay vì chỉ hùng hục phi nước đại như châu, thì cũng đã biết đôi khi dừng lại lang thang gặm cỏ bên suối. Họ đã biết lắng nghe, đã biết định hướng, đã biết lên kế hoạch và gắng gượng kiên trì vài ngày để làm theo. Dĩ nhiên cũng lắm lúc họ lại cả thèm chóng chán, sao nhãng mà bỏ quên mục đích mình đã vạch. Nhưng với bản tính trời sinh không chấp nhận một cuộc sống tầm thường, không bằng lòng với sự bình hòa, Nhâm Tý sẽ lại khuấy động cuộc đời mình với cái ý chí quyết tâm thành tựu lớn, lại bước một chân ra ngoài mong muốn trải nghiệm muôn nơi, lại truy cầu một cuộc nhân sinh màu nhiệm đầy rực rỡ, nơi máu sẽ đổ, mồ hôi sẽ rơi, nước mắt sẽ chảy, nhưng không thể vùi lấp được mong muốn sống đúng nghĩa, chứ không đơn thuần chỉ là tồn tại của Nhâm Tý. Những cái chất này dù là nhỏ, nhưng xuyên cùng với Nhâm Tý từ quá khứ cho đến hiện tại và tương lai, kết hợp cùng cái cá tính và đưa đến những lựa chọn không bình thường trong suốt những năm tháng sau này. Nhâm Tý của tương lai từ đầu năm đến nay, Nhâm Tý gặp khá nhiều rắc rối, nó bao gồm cả những thị phi rắc rối pháp lý, công việc dở dang, công nợ chậm chạp, cho đến những vấn đề sức khỏe, suy tư, đau đầu, rối trí và phải đến tận thời điểm này. Những tàn dư của quá khứ này mới thôi không còn ảnh hưởng tới Nhâm Tý, để từ nay trở đi, bản mệnh sẽ gặt hái những thành quả sau bao nỗ lực vất vả. Một số ít Nhâm Tý may mắn hơn, khi thời vận không thuận trong thời gian quá dài, họ lại đạt được sự trọn vẹn trong đôi ba câu chuyện tình cảm. Mỹ hảo yên bề đổi lấy bước đệm cho những thời điểm tương lai, nhưng chỉ là số ít. Nam mạng tuổi Nhâm Tý. Tuổi Nhâm Tý thuộc mạng mộc, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân, cũng như một cây khi đơm bông kết trái, thì người khác hưởng cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ. Không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao, càng nhiều lo nghĩ, không lúc nào bằng. Bởi vậy, số Nhâm Tý chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ từ 49 tuổi trở đi mà thôi, cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, cuộc sống chỉ ở mãi trong mức độ trung bình. Tuổi Nhâm Tý suốt đời lo nghĩ, lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thân, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ, cuộc
cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như về đường con cái, con cháu nên danh mau lẹ nhờ có phúc đức. Số hưởng thọ trung bình từ 57 tuổi đến 60 tuổi, nếu làm phúc thì hưởng thêm niên kỷ. Nữ mạng tuổi Nhâm Tý. Xem tử vi thấy rằng, phụ nữ tuổi Nhâm Tý xinh đẹp, tài giỏi hiểu biết, cuộc sống tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng tóm lại khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nữ Nhâm Tý sống thân thiện và chan hòa, lại hiểu biết nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời nữ Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, hay phải lo lắng suy nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, khi về già họ lại rất có vận may về con cái, sau hôn nhân cuộc sống vật chất và tinh thần được cải thiện lên rất nhiều. Tóm lại, nữ tuổi Nhâm Tý trong cuộc sống có nhiều suy nghĩ, tâm trí vất vả, sau kết hôn vận may mạnh mẽ, con cháu thành đạt. Nữ tuổi Nhâm Tý hưởng thọ từ 70 tuổi đến 82 tuổi, nếu ăn ở phúc đức, tu tâm dưỡng tính thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Thưa anh chị thân mến, thời lượng video còn lại thì chúng ta sẽ cùng 70% thời gian để luận giải sự nghiệp và tài lộc, 20% về sức khỏe và tình duyên gia đạo, 10% còn lại thì cùng nhau lắng nghe lời Phật dạy để tu tâm sửa tính sao cho cuộc đời thanh tịnh hơn, anh chị nhé. Về mặt sự nghiệp, theo luận giải của Minh Đường Tử Vi thì từ sau 52 tuổi, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý nở hoa rực rỡ. Với con giáp này, bạn sẽ thấy mọi việc thuận lợi và suôn sẻ vô cùng. Tất nhiên, để áp lực là thứ không thể thiếu, chẳng có con đường nào đi tới thành công trải toàn hoa hồng, song con giáp này dám chấp nhận thử thách để có được thứ mình muốn. Vận trình khởi sắc trông thấy, bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi năng lực của chính bản thân mình. Đôi khi anh chị có cả những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính sáng tạo của con giáp này. Tuổi Nhâm Tý hãy cố gắng và nỗ lực thật nhiều để chớp lấy thời cơ, thăng tiến trong giai đoạn này, đừng để công sức suốt thời gian dài của mình đổ xuống sông, xuống biển nhé. Thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý sẽ rất suôn sẻ, một phần là bởi có người sẵn lòng hỗ trợ. Khi anh chị gặp khó khăn vì thế dù có trở ngại gì thì đừng hỏi nhờ sự giúp đỡ của người khác. Tiền bạc ở mức ổn định và có thể thu nhiều thắng lợi trong những ngày ở tuổi trung vận. Từ tuổi 52 trở đi có gặp nhiều may mắn về tiền bạc và sự nghiệp, tiền bạc bền vững trong suốt cuộc đời, muốn làm ăn được phát triển mau chóng và không mong lấy những thất bại não nề. Tuổi Nhâm Tý phải lựa chọn những tuổi hợp cho sự làm ăn với mình mới có cơ hội phát triển mạnh mẽ về tiền bạc. Nam mạng tuổi hợp làm ăn. Nên chọn những tuổi này rất hợp cho sự làm ăn Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân, những tuổi này làm ăn thì phát đạt vì hợp với Nhâm Tý. Tuổi Đại Kỵ. Nhâm Tý đại kỵ với những tuổi này, Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Quý Mão và Bính Ngọ, gặp những tuổi này thì sinh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng. Về vấn đề làm ăn cũng như về lương duyên, khi gặp phải những tuổi đại kỵ như đã nói ở trên thì tất cả công việc đều có thể bị rắc rối, phiền phức và thất bại, cần phải xem sao hạn để cúng kiếng và văn bái Phật trời. Mỗi năm tuổi của bạn đều thay đổi vì sao, đó là luật tuần hoàn. Thí dụ như năm Bính Ngọ, bạn gặp hạn Tam Kheo, sao La Hầu. Trường hợp năm nào bạn gặp sao hạn thì phải cúng sao thế nấy, tháng nào cũng được như thường, thì nên cúng vào ngày 8 tháng Giêng, tháng 4, tháng 8 và tháng 12 âm lịch, đốt 9 ngọn đèn, 9 chén nước lá, lại về hướng Bắc thì được giải sao hạn ngay. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, tuổi Nhâm Tý xuất hành vào ngày lẻ, giờ chẵn, tháng chẵn thì có lợi hơn những ngày giờ khác. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn. Nếu nữ tuổi Nhâm Tý có ý định kinh doanh đầu tư hay làm bất cứ việc gì liên quan tới tiền bạc, thì những đối tác sau đây sẽ là một sự lựa chọn vô cùng lý tưởng. Đó là Giáp Dần, Bính Thìn và Canh Thân. Hợp tác với những người này, Nhâm Tý sẽ không phải lo lắng quá nhiều, bởi vì tất cả họ đều là những người rất chu toàn và cẩn thận. Tuổi Đại Kỵ. Nếu có ý định hợp tác kinh doanh hay nên duyên vợ chồng, thì nữ Nhâm Tý cần chú ý tránh những tuổi sau đây: Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Ngọ và Bính Ngọ. Nếu hợp tác hay kết hôn sẽ không đem lại kết quả như ý muốn. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, lựa chọn ngày, giờ phù hợp để xuất hành sẽ giúp ích được rất nhiều đối với việc bạn định làm. Công việc làm ăn thêm thuận lợi và gặt hái được nhiều thành công. Nữ Nhâm Tý thích hợp xuất hành vào các ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Về mặt tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền, chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít. Cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu, vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu cũng nhanh. Người tuổi Nhâm Tý khẳng khái chính trực, quảng giao, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc,
không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, những người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền, các hàng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không, khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Nhâm Tý đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 52 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Nhâm Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu, kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Nhâm Tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, người tuổi Nhâm Tý vô cùng nhạy cảm với tình yêu, họ dễ rơi vào lưới tình nhưng cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng. Trong suốt cuộc đời sẽ có nhiều chuyện kết thúc không mấy vui vẻ, có lẽ họ sẽ phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân. Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Nhâm Tý đôi khi mù quáng, họ thường có xu hướng không quan tâm tới bất kỳ điều gì ngoài việc yêu hết mình. Tuổi Nhâm Tý vừa tình tứ, lại vừa kín đáo nên thường kẹt trong tình thế khó xử. Thế nhưng ái tình đến với tuổi này một cách dễ dàng, bởi lẽ tuổi Nhâm Tý luôn tự mình phô bày hoặc quyến rũ người khác phái. Họ thật biết cách khen ngợi người khác, nói những lời hay ý đẹp khiến người ta vui lòng, hơn nữa còn giàu lòng cảm thông, vì vậy rất được mọi người quý mến. Chỉ riêng về điểm này, họ đã có những thuận lợi nhất định trong tình yêu, nhưng dù có những ưu điểm như vậy, song tuổi Nhâm Tý vẫn gặp nhiều thất bại, đau khổ. Có thể họ vẫn chưa tìm thấy được một người như ý, nên suốt ngày rầu rĩ lo lắng, luôn cảm thấy ưu thế với khí chất tú lệ trời ban của mình. Lẽ ra phải tìm được một đối tượng như mong muốn, họ dành phần lớn thời gian quý báu cho những cuộc tìm kiếm vô nghĩa. Thực ra, chuyện thế gian thường là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Trong tình yêu tuổi Nhâm Tý nhiệt tình, nhưng thiếu nhẫn nại, đôi khi còn không biết cách lấy lòng người yêu. Nhưng mặt khác, họ sẽ cảm thấy giá trị bản thân và ý nghĩa sinh tồn chính ở việc không đơn thuần chìm đắm trong tình ái yêu đương, họ hiểu rằng tình yêu là nhân tố quan trọng giúp bạn thành công. Nữ giới tuổi Nhâm Tý thường theo đuổi mẫu tình yêu hiện thực, họ thường cảm thấy trống trải cô đơn. Nếu có người xuất hiện với tư thế của một thiên thần hộ mệnh vĩ đại, họ sẽ chấp nhận không cần suy nghĩ. Mẫu đàn ông đầy nam tính có tinh thần sẵn sàng hiến dâng, hy sinh bản thân mình là đối tượng tuyệt vời nhất của người nữ tuổi Nhâm Tý. Nữ tuổi Nhâm Tý luôn theo đuổi một cuộc sống gia đình hoàn mỹ, sự quan tâm, dịu dàng ấm áp của họ sẽ khiến người chồng cảm phục, nhưng họ cũng không yêu chồng một cách mù quáng. Hễ phát hiện chồng chán và có ý định bỏ rơi mình, họ sẽ kiên quyết kết thúc hôn nhân, chứ không nhẫn nhục cầu toàn là một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Một số nam giới tuổi Nhâm Tý rất vụng về, muốn bày tỏ tâm tình thì càng khiến luống cuống tay chân. Cho nên trước mặt người yêu thường nói năng ấp úng chẳng ra đầu ra đuôi gì cả, họ đau đầu nhất với kiểu tình yêu lãng mạn. Không phải biết bồi dưỡng khí chất lãng mạn cho bản thân thế nào, mà ngay cả khi đối phương chủ động, họ còn là chuyên gia tạo ra những cản trở một cách ngốc nghếch nhất. Nam giới tuổi Nhâm Tý tuy thời trai trẻ vụng về, nhưng sau khi trưởng thành sẽ trở nên hoàn thiện, phong độ và được phái nữ sùng bái ngưỡng mộ. Bởi vậy, sau khi kết hôn có thể anh ta sẽ đón hoa nhặt cỏ ở bên ngoài, nhưng vẫn phải nhớ quan tâm chăm sóc gia đình. Ngoài ra, nên chú ý tuổi Nhâm Tý thường đòi hỏi ở tình yêu, nhiều cái mà ngay cả bản thân họ cũng không hiểu rõ, điều này sẽ khiến phía bên kia rất khó chịu. Nam mạng, tuổi Nhâm Tý về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khắt khe, sau mới thành có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ.
Nếu sinh nhằm những tháng này thì có nhiều thay đổi lương duyên hay trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền, đó là Nhâm Tý sinh vào những tháng 1, tháng 3, tháng 7, tháng 6 và tháng 12 âm lịch. Nhưng nếu sinh vào tháng này thì phải qua 3 đời vợ, đó là những tháng 5, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Nếu sinh nhầm những tháng này phải qua 2 đời vợ, đó là những tháng giêng, tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8 và tháng 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì tình duyên chung thủy, đó là những tháng 2, tháng 9 và tháng 10. Trên đây là tháng sinh của sự quyết định lương duyên. Nếu nhờ đúng tháng sinh mà chưa thực hiện đúng như trên thì chắc chắn sẽ còn có thêm nữa vậy. Nữ mạng, tùy vào tháng sinh mà vận mệnh nữ tuổi Nhâm Tý được chia ra làm 3 trường hợp như sau. Sinh vào các tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch, tình duyên phụ nữ tuổi Nhâm Tý gập ghềnh trắc trở, trải qua nhiều sóng gió thì mới có được hạnh phúc. Sau kết hôn, cuộc sống gia đình tuy không quá giàu sang nhưng rất hạnh phúc về mặt tình cảm. Sinh vào các tháng 4, tháng 5, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, tình duyên phụ nữ tuổi Nhâm Tý trải qua nhiều buồn phiền, tuy nhiên sau kết hôn cuộc sống hôn nhân mỹ mãn, con cái ngoan hiền, tài giỏi. Sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 9 và tháng 10 âm lịch cho thấy rằng phụ nữ Nhâm Tý rất có vận may về hôn nhân. Sau kết hôn không chỉ đem lại nhiều niềm vui may mắn mà còn thu hút được rất nhiều tài lộc. Về mặt sức khỏe, người tuổi Nhâm Tý sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu, người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Nhâm Tý lại hay ghen ghét, đố kỵ và nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Vận trình lưu niên người tuổi Nhâm Tý qua các năm. 1. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Tý, năm này đường tài lộc hanh thông, nếu không ngừng cố gắng, có thể gặt hái được thành tích cao trong sự nghiệp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Giữa năm có thể gặp chuyện tang gia, cuối năm đề phòng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên hạn chế xuất hành đề phòng sự cố. 2. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Sửu. Năm này vận thế bình ổn, nhìn chung mọi việc tiến triển như ý muốn. Khi nhìn thấy bạn bè, người thân xung quanh gặt hái thành công, bản mệnh chớ nên nóng vội hoặc sốt ruột, cứ bình tĩnh cố gắng thì ắt đạt được điều mình mong muốn. Năm Sửu cần chú ý rèn luyện thể dục, thể thao để phòng nhiễm bệnh. 3. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Tý thấy rằng năm Dần sự nghiệp của bản mệnh có nhiều bước phát triển nhanh chóng, thường xuyên phải bôn ba vất vả bên ngoài. Tuy nhiên, con giáp này cần biết như thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, nếu không tham thì thâm, tự rước họa vào thân. 4. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Mão. Năm Mão hung cát đan xen, chuyện tình duyên của người độc thân có nhiều khởi sắc. Bản mệnh cần chủ động nếu muốn nên duyên với người ưng ý, người đã kết hôn có cơ hội nhận tin vui như đón thêm thành viên mới. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý cách hành xử, nếu không muốn vướng họa thị phi, chuyện nhỏ thì nên chín bỏ làm 10. 5. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Thìn. Năm này đường tài lộc thuận lợi, sự nghiệp cũng đạt được bước phát triển mới, ai tham gia thi cử ắt gặt hái thành công. Có điều, thời điểm này bản mệnh cần chú ý kẻ tiểu nhân rình rập, kết bạn nên có chọn lọc nếu không dễ trở mặt thành thù. Ngoài ra, cũng cần cẩn thận chuyện giấy tờ kiện cáo, trong năm có mắc bệnh nhẹ nhưng không đáng ngại. 6. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Tỵ. Lưu niên không thuận, bản mệnh dễ gặp họa phá tài, do sao bệnh chiếu mệnh, may mắn có các tinh nguyệt đức nâng đỡ nên tai họa giảm bớt phần nào. Năm này bạn nên chú ý hành thiện tích đức, không nên hám danh, hám lợi, nếu không lành ít dữ nhiều, may mắn quan hệ xã giao thuận lợi và nhận được sự thấu hiểu và giúp đỡ của bạn bè người thân. 7. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Ngọ. Đào hoa nở rộ, người độc thân có cơ hội phát triển tình cảm, song người đã lập gia đình cần chú ý giữ mình, tránh vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tình hình tài chính không thuận lợi, cần làm ăn chân chính nếu không muốn vướng họa lao tù. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ làm ăn, chịu khó bôn ba vất vả thì ắt đạt được mục tiêu. 8. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Mùi. Đây là khoảng thời gian cực kỳ thuận lợi đối với người tuổi Nhâm Tý, thích hợp làm việc lớn, dù có gặp phải khó khăn cũng nhanh chóng tìm được cách hóa giải. Giữa năm có thể gặp phải vài trắc trở nhưng không đáng kể. Tuy nhiên, năm này bản mệnh vẫn có thể vướng phải họa thị phi, cần hạn chế can thiệp vào việc của người khác. 9. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Thân. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp,
năm này vận trình ổn định, sự nghiệp có dấu hiệu phát triển, cần chú ý giữ chữ tín trong các mối quan hệ, nếu không dễ để lại hậu quả. Giữa năm đề phòng họa tiểu nhân, cuối năm vận trình có nhiều chuyển biến tốt đẹp, nên cố gắng phấn đấu chủ động nắm bắt cơ hội. 10. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Dậu. Bạn mệnh được đón nhiều tin vui trong thời điểm này, ví dụ như sự nghiệp hanh thông, con cháu đầy đàn, gặp người như ý, thậm chí có cơ hội kiếm tiền tự tìm đến cửa. Đây là thời điểm bạn nên mưu đại sự, chỉ cần cố gắng không đi đường tắt thì ắt gặt hái thành công. 11. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Tuất. Năm này sự nghiệp phát triển, tài lộc bình ổn, tuy nhiên vẫn cần đề phòng có kẻ ngấm ngầm hãm hại. Để xảy ra sự cố bất ngờ, bản mệnh cần giữ tâm thế lạc quan tích cực, đến cuối năm ắt có thu hoạch bất ngờ. Năm Tuất sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần hạn chế đi xa, nhà có thể xảy ra việc tang. 12. Tuổi Nhâm Tý gặp năm Hợi. Năm Hợi có các tinh chiếu mệnh, bản mệnh có cơ hội nhận được nhiều tin vui ở cả phương diện sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên. Tuy nhiên, con giáp này không nên phung phí sức khỏe, kẻo đến khi hối hận thì đã muộn. Vận mệnh tuổi Nhâm Tý với tháng sinh âm lịch. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 1 âm lịch là người thông minh, tài giỏi nhưng tính cách lại quá bảo thủ và độc đoán, trong cuộc sống gặp phải nhiều thăng trầm nhưng cuối cùng cũng thành công trong sự nghiệp. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 2 âm lịch. Đây là những người dễ gần, tính cách thân thiện, giỏi ăn nói và thích kết giao bạn bè, trong cuộc sống được quý nhân giúp đỡ nên khá thuận lợi và may mắn, tâm hồn lãng mạn, thích hợp theo nghệ thuật. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 3 âm lịch là người ít nói, không thích giao tiếp với người khác, cuộc sống gặp nhiều trắc trở, từng bị phản bội, khi ra ngoài cần cẩn thận hơn. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 4 âm lịch, tính cách mềm yếu, dễ bị dụ, cần chú ý hơn tới các mối quan hệ xung quanh, không nên kết bạn bừa bãi, đề phòng kẻ gian lợi dụng. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 5 âm lịch là người thông minh, tính cách mạnh mẽ, có danh tiếng và uy vọng khá cao trong công việc, trong cuộc sống đôi khi gặp phải nhiều khó khăn vất vả nhưng có số giàu sang. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 6 âm lịch là người có tài nhưng tham vọng lại quá lớn, trong công việc hay xảy ra xung đột, cãi vã với đồng nghiệp, nên chú ý tới sức khỏe bản thân, đề phòng các bệnh như đau đầu, stress. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 7 âm lịch là người có tài nhưng tính cách lại khá nóng nảy, vận số khá tốt, trong công việc không có điều phải lo lắng. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 8 âm lịch là người giỏi giao tiếp, có năng lực trong công việc, tuy nhiên cần chú ý tu tâm dưỡng tính nhiều hơn, làm việc phải cẩn thận và suy nghĩ kỹ càng. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 9 âm lịch là người hiền lành, thật thà nhưng lại khá thận trọng và không thích giao tiếp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn vất vả, có nhiều chuyện buồn phiền. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 10 âm lịch là người học rộng biết nhiều, tư duy nhạy bén nhưng không biết nắm bắt thời cơ, thành công khá muộn. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 11 âm lịch, tính cách thâm trầm khó đoán, thích một cuộc sống tự do thoải mái, vận số khá tốt đẹp và thuận lợi. Người tuổi Nhâm Tý sinh tháng 12 âm lịch, tính cách hào sảng, hay quan tâm giúp đỡ người khác, những người này cuộc sống khá bận rộn, không có nhiều thời gian cho gia đình. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Nhâm Tý sau 52 tuổi, năm chìa khóa vàng mở toang cánh cửa bế tắc. Đời là bể khổ, nhân sinh là đau thương, không một ai sinh ra và trưởng thành chỉ có hanh thông vui vẻ, bế tắc là chìa khóa của cuộc sống, mở ra hoặc đóng lại cánh cửa cuộc đời một ai đó, cách vượt qua bế tắc cho những ai còn đang chơi vơi giữa dòng đời. 1. Trải nghiệm mất mát, thấu hiểu đau thương. Nếu cuộc đời chỉ có hoa hồng, thì con người biết gì đến khổ đau, nếu cuộc đời thập toàn, thập mỹ thì còn ai phải trải qua mất mát, nhưng nếu đời quá bằng phẳng thì cũng không có những người mạnh mẽ, những người đức năng thắng số, những người rời non lấp bể làm nên kỳ công. Thế nên, mất mát để lấp đầy đau thương là để xoa dịu, phải từng trải mới thấm thía và trân trọng. Phật dạy rằng, trên đời không ai là không có khuyết điểm, bản thân có khuyết điểm, những người xung quanh cũng có khuyết điểm, lòng người cần nhất là thấu hiểu và bao dung. Thấu hiểu khuyết điểm của bản thân mình, bao dung với khuyết điểm của người khác, biết như vậy thì gặp chuyện không gục ngã, gặp khó không thoái lui. 2. Vững tâm bền chí. Người thành công khác với người thất bại không phải ở chỗ họ chưa bao giờ thất bại, mà là dù họ có thất bại bao nhiêu lần cũng có can đảm đứng lên làm lại. Cuộc sống không đánh gục ai, chỉ có tự ta đánh gục chính ta, sóng gió không khiến ai phải bế tắc, chỉ có tự tâm ta bế tắc, thanh tịnh tự tâm, muôn sự đều đạt, tu tâm dưỡng tâm, để thần trí tỉnh táo. Suy nghĩ tích cực luôn hướng tới tương lai tốt đẹp và tin tưởng của bản thân, đừng để bi quan làm mờ mắt bạn.
Ánh sáng không nằm ở cuối con đường, ánh sáng chính ở trong tim ta, đó chính là cách vượt qua bế tắc làm chủ vận mệnh. 3. Tự trọng, tự thân. Người sống trên đời cần nhất là tự trọng, vũ khí mạnh nhất trên đời chính là tự thân, vì thế muốn cải thiện số mệnh, vượt qua những đau khổ và thất bại phải nắm chắc hai điều này. Tự trọng để đối trị với tâm sân hận, tự thân để chống lại với lòng người hiểm ác. Khi bản thân nhận ra giá trị của bản thân, nhìn nhận thẳng thắn và ưu khuyết điểm của mình, không đề cao nhưng cũng không hạ thấp cái tôi, thì không một bế tắc nào đánh gục được. Nếu bạn tự trau dồi khả năng tự lực, tự cường, trở thành người có bản lĩnh, thì không một hung hiểm nào trừ được, và hơn hết bạn tự trọng để thanh tâm, tự thân để thanh tịnh, bản thân không còn vướng mắc, phụ thuộc thì không còn bế tắc. 4. Thân tâm an lạc, vãn cảnh chùa chiền. Dù mạnh mẽ đến đâu con người cũng cần một chỗ dựa, dù bôn ba đến đâu con người cũng cần một chốn bình an để nương tựa tâm hồn khi dòng đời quá khắc nghiệt. Khi bão gió quá phong ba, hãy gửi thân nơi cảnh chùa, gửi tâm nơi Phật Pháp, ngồi thiền ăn chay, nghe giảng kinh sẽ giúp bạn buông bỏ phiền não, cân bằng tâm hồn là liệu pháp tinh thần đặc biệt hiệu quả. 5. Hiểu về nhân quả nghiệp báo. Nhân duyên là ý trời, mọi sự việc diễn ra đều có cơ duyên, quả hôm nay bạn gặp là do nhân hôm qua bạn gieo. Bế tắc hôm nay bạn phải mang là do những điều từng làm trong quá khứ, và nếu hôm nay bạn gieo hạt lành, thì ngày mai ắt thu được quả tốt, thấu hiểu điều này tâm thế sẽ thoải mái và vui vẻ hơn. Cuộc đời có vay, có trả, có được, có mất, nhắm mắt xuôi tay cũng trở về với cát bụi. Trải qua trăm cay ngàn đắng mới được làm kiếp con người, hãy sống sao cho bản thân cảm thấy xứng đáng và không có điều gì phải ân hận. Đừng biến bế tắc thành cánh cửa nhà giam, sai lầm hôm nay tiếp nối sai lầm hôm qua. Hãy để nó trở thành chìa khóa khép lại cánh cửa quá khứ và mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, đổi đời giàu có hơn người sau 52 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.